phải tham gia khóa huấn luyện dài 6 tháng do Voice tổ chức ở nước ngoài. Từ năm 2011, tổ chức Voice đã liên tục cung cấp các khóa huấn luyện thường niên dài 6 tháng ở nước ngoài. Voice không chỉ miễn phí mọi chi phí học tập, ăn ở và di chuyển cho học viên, mà còn cấp thêm cho họ một khoản tiền sinh hoạt hàng tháng. Ngoài mặt, Voice tuyên bố rằng đây là các khóa đào tạo xã hội dân sự dành cho các thanh thiếu niên Việt Nam mong muốn hoạt động xã hội. Nhưng trong các khóa học này, học viên đều là người do các tổ chức chống đối trong nước giới thiệu, đội ngũ giảng viên cùng các gương mặt chống đối ở nước ngoài và giáo trình giảng dạy, bao gồm nhiều nhận xét thiên lệch về môi trường chính trị, xã hội ở Việt Nam. Qua tìm hiểu, được biết, Voice nhận tài trợ từ Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Mỹ, một tổ chức đã tài trợ cho các nhóm làm cách mạng đường phố để lật đổ chế độ tại nhiều quốc gia. Năm 2016, Voice lần đầu tiên công khai tuyển sinh các khóa huấn luyện này. Ngày 3 tháng 12 năm 2018 vừa qua, website và fanpage của Voice bắt đầu đăng thông báo tuyển sinh cho khóa học sắp tới, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2019. Để lôi kéo học viên, Voice thông báo rằng khóa học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về tình hình chính trị, xã hội Việt Nam cùng các kỹ năng cần thiết cho quá trình hoạt động xã hội. Những học viên tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo sẽ được Voice gửi sang các tổ chức quốc tế phù hợp để thực tập trong vòng 3 đến 6 tháng sau đó. Cho đến nay, Voice đã gửi gần 20 học viên đi thực tập tại các tổ chức quốc tế lớn tại các quốc gia Đông Nam Á, Đông Á, Châu Âu, Úc và Mỹ. Tờ rơi đính kèm thông báo tuyển sinh cho biết, giảng viên năm nay gồm ít nhất 4 người, là Nguyễn Khanh dạy bộ môn nghiệp vụ báo chí, Ngô Nhân Dũng dạy môn kinh tế học và lịch sử, Đinh Thảo dạy môn quản lý dự án, Nguyễn Gia Dương dạy môn chính trị châu Âu. Nội dung học tập gồm những phần sau. Khi Phạm Đoan Trang xe thông báo tuyển sinh lên Facebook cá nhân của mình, Trịnh Bá Tư đã viết lên đó rằng mình muốn đăng ký dự tuyển. Ngoài ra, một số thanh niên muốn đi dự tuyển khác cũng để lại comment trên fanpage của Voice. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết khóa huấn luyện của Voice không bóng bẩy như quảng cáo. Trong những năm trước, do không đủ lượng người đi học để giải ngân, Voice từng huy động cả con em các nhà dân chủ đăng ký học vào phút chót. Do những người này thiếu cả vốn tiếng Anh, trình độ văn hóa lẫn trình độ chính trị, họ chỉ đi học như đi du lịch, chứ không tiếp thu được kiến thức đáng kể gì. Có người còn xin học lại hai lần để không phải lo mưu sinh và được hưởng khoản tiền tiêu vặt hàng tháng mà Voice cấp. Voice tuyên bố rằng đây là khóa học dành cho những người hoạt động xã hội. Vậy sao Voice không công bố thành tựu hoạt động của các học viên cũ trong 9 năm qua, mà chỉ đăng ảnh họ bắt tay các chính khách phương Tây? Sau khi về nước, học viên Nguyễn Anh Tuấn đã làm được những gì? Học viên Phạm Đoan Trang đã tiến bộ hơn, hai ngày một hằng học, hận đời, cực đoan, khác hẳn với vẻ có học trước khi đi xuất cảnh. Quan trọng hơn, khi Voice tổ chức khóa học làm cách mạng đường phố để lật đổ chế độ, rồi nói với thanh niên rằng đó là khóa học về hoạt động xã hội. Có phải Voice đang nói dối hay không? Voice là một cái máy ấp trứng có vẻ ngoài hiện đại, nhưng ấp ra toàn trứng ung. Đi học theo họ chỉ toàn hại người, thà nằm nhà mà đọc sách.